Món quà giá trị nhất trong mùa lễ chính là làm thế nào để thị giác của con em mình 20/20, không bị lên độ, không cần phải giải phẫu, không phải đeo kính, bằng cách gọi ngay cho Vương Optometry để được tham dự buổi hội thảo miễn phí, để được các bác sĩ chuyên môn về nhãn khoa giới thiệu kỹ thuật, làm chậm cũng như ngưng hẳn tiến triển lên độ cận hay lão. Chỗ ngồi có giới hạn, ghi danh ngay 714-530-2006. Trong tháng này đặc biệt giảm 300 đồng cho tất cả quý vị nào cần đến dịch vụ AutoCare Therapy tại Vương Optometry. I feel happy about it. Thì mỗi đêm cháu đeo thì giữ được cái độ cho các cháu, so cái mắt tốt luôn for long time, ok? Xin mời quý vị đến Vương Optometry 714-530-2006.